Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đang đến với channel của Vietnamlet. Trên tay mình đây là chiếc Redmi K30 phiên bản 128GB. Sau vài ngày ra mắt thì chiếc điện thoại Redmi K30 mới 100% full body này đã có mặt tại Vietnamlet với mức giá tốt nhất thị trường. Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ mua trả góp với lãi suất 0% cùng với những ưu đãi vô cùng đặc biệt. Đầu tiên, khi lựa chọn một chiếc điện thoại thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ quan tâm về phần thiết kế của nó. Thoạt nhìn thì chiếc Redmi K30 này có thiết kế nguyên khối sang trọng với xu hướng thời thượng hợp thời trang. So với chiếc Redmi K20 thì chiếc điện thoại K30 này có thiết kế dài và mỏng hơn, khiến cho chiếc điện thoại trở nên tinh tế, hút mắt người nhìn. Màn hình trang viền thời thượng với kích thước lên đến 6,67 inch nhưng thân máy lại rất dễ cầm nắm và dễ rút vào túi quần. Mặt lưng của máy thì được hoàn thiện tỉ mỉ bằng kính mờ, tăng khả năng ma sát giúp bám lâu hơn. Tuy nhiên, đối với cá nhân mình thì cảm thấy màn hình lớn quá 6,67 inch sẽ là một khó khăn lớn cho các bạn nữ hoặc là những bạn có tay cầm nhỏ. Redmi K30 được nhà Xiaomi thiết kế với 4 màu sắc trẻ trung, cá tính để các bạn có thể thỏa sức lựa chọn. Thứ hai, đây là chiếc smartphone hiếm hoi có tần số quét 120Hz. Sở hữu màn hình tràn viền, tần số quét 120Hz, thế nên số lượng khung hình hiển thị trên màn hình Redmi K30 sẽ nhiều hơn. Thông số này tạo nên một trải nghiệm mới lạ cho người dùng mà không nhiều điện thoại tầm trung có thể làm được. Tuy nhiên, hiện tại do chưa tối ưu màn hình nên màn 120Hz sẽ có lúc bị khựng. Hy vọng rằng những bản sau thì Xiaomi sẽ tối ưu tốt hơn. Nhìn lại một số điện thoại trong cùng phân khúc như OnePlus 7T Pro, màn hình của chúng chỉ đạt đến 90Hz. Hơn nữa, tần số quét của Redmi K30 có thể thay đổi còn 60Hz. Nó giúp bạn tăng thêm khả năng sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng K30 có một số cãi lùi so với K20 trước đó, khi mà chiếc smartphone này đã được lược bỏ màn hình Super AMOLED thay bằng màn hình IPS LCD. Từ đó cho thấy Xiaomi phải mang cảm biến vân tay của máy sang cạnh bên. Không chỉ vậy, phần khung viền của máy giờ đây cũng chỉ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa thay vì kim loại như trên Serie K trước đó. Chính điểm này đã khiến cho nhiều người có cảm giác cầm trên tay không cảm thấy tốt như K20 hay K20 Pro trước đó. So với hiển thị, do sử dụng màn hình AMOLED nên màu sắc trên chiếc Redmi K20 sẽ hiển thị tươi và sâu hơn, đặc biệt là các gam màu đen, xanh, vàng. Tuy vậy, màn hình IPS LCD trên K30 có hỗ trợ HDR10 nên màn hình cũng cho phép người dùng thấy được những hình ảnh đẹp. Thứ ba là cụm camera vô cùng bá đạo. Bắt kịp xu hướng thời đại, Redmi K30 mang đến cho người dùng phiên bản 4 camera được thiết kế gọn gàng trong một khung tròn ở mặt sau của thân máy, trông rất lạ mắt. Bao gồm một camera chính có độ phân giải lên đến 64MP, camera góc siêu rộng 8MP, camera chụp cận cảnh 5MP và một cảm biến đo chiều sâu 2MP. Xiaomi Redmi K30 tự tin đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chụp ảnh từ cơ bản đến nâng cao cho bạn, như chụp kiến trúc phong cảnh, chụp hình ảnh chân dung xóa phông hay quay phim siêu chậm. Về camera selfie, Redmi K30 được tích hợp bộ đôi camera 20MP, tích hợp nhiều tính năng thông minh như nhận diện khuôn mặt, làm đẹp tự động hay chạm lấy nét. Nói đến đây thì chắc chắn rằng các tín đồ mê tự sướng của chúng ta sẽ rất thích và muốn sở hữu ngay chiếc Redmi này rồi, đúng không nào? Tuy nhiên, có một điều mà mình cảm thấy hơi tiếc là cụm cam của em này được thiết kế theo cách đục lỗ thay vì là thò thụt như trên K20 hay K20 Pro, nên vẫn để lại nốt ruồi trên màn hình. Thế nhưng mình thấy rằng chiếc điện thoại này vẫn cho ra những bức ảnh selfie ấn tượng, đủ để thỏa mãn niềm đam mê sống ảo của các bạn trẻ nhà ta. Dung lượng pin cao lên đến 4500mAh. Theo nhận định của mình thì chiếc smartphone này đủ sức sống sót hơn một ngày sử dụng. Ngoài ra thì Redmi K30 cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh 27W, nạp pin cực nhanh chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, con máy này chỉ tiêu hao 5% pin trong một trận liên quân 20 phút. Tuy nhiên, trong game liên quân thì không thể kéo lên mức HD, cho nên những bạn muốn sắm con máy này để cày game thì nên cân nhắc lại. Tóm lại, đối với điện thoại thuộc phân khúc tầm trung thì chiếc smartphone Xiaomi Redmi K30 sẽ không làm các bạn thất vọng khi lựa chọn.
không chỉ với kiểu dáng thời thượng phù hợp với xu hướng hiện tại, mà chiếc Redmi K30 này còn có những điểm nhấn khác biệt hoàn toàn với đời trước như màn hình 120Hz, bộ camera xịn sò và đặc biệt pin cực kỳ trâu và sạc siêu nhanh. Có những tính năng ưu việt đến thế mà giá bán của em này lại cực kỳ phải chăng. Tại Vietamlet, chiếc Redmi K30 trên tay mình đây chỉ có giá khoảng 7 triệu đồng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà các bạn không rinh ngay em này để đi chơi Noel cùng với người yêu nhỉ? Các bạn cảm thấy video lần này như thế nào nè? Hãy comment ngay bên dưới cho Nhã Trang được biết nha. Các bạn đừng quên subscribe kênh để có thể theo dõi những thông tin mới mẻ từ tụi mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!